Những thông tin sẽ có trong chương trình Tây Ninh ngày mới ngày 2 tháng 11 năm 2021. Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh thăm chúc mừng kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ủy ban nhân dân tỉnh trao quyết định bổ nhiệm cán bộ. Nuôi bò theo tiêu chuẩn Việt Gáp vẫn có đầu ra khi dịch bệnh diễn biến phức tạp. Thanh Tiến và Phương Khánh xin được kính chào quý khán giả đang đến với chương trình Tây Ninh ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh, phát sóng vào lúc 6 giờ 30 phút đến 6 giờ 45 phút hàng ngày trên kênh TTV11 và được phát trực tuyến trên website tayninhtv.vn. Bắt đầu chương trình Tây Ninh ngày mới hôm nay, chúng ta cùng điểm lại những sự kiện đáng chú ý trong ngày qua. Sáng ngày 1 tháng 11 năm 2021, đồng chí Phạm Hồng Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến thăm và chúc mừng Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh nhân kỷ niệm 44 năm ngày thành lập đài, 1 tháng 11 năm 1977, 1 tháng 11 năm 2021. Cùng đi với đoàn có đồng chí Nguyễn Thị Xuân Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy. Cũng trong buổi sáng cùng ngày, Đại tá Trần Quốc Hưng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, thay mặt Đảng bộ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đến thăm và chúc mừng Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh nhân dịp kỷ niệm 44 năm thành lập đài. Sáng ngày 1 tháng 11 năm 2021, Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh gồm bà Nguyễn Đại Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, bà Võ Thị Kim Quệ, ông Ngô Trần Ngọc Quốc, ông Dương Quốc Khánh và Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thị xã Hòa Thành có buổi tiếp xúc hơn 50 cử tri xã Trường Đông. Tại hội nghị cử tri, đại diện cử tri xã Trường Đông có ý kiến kiến nghị như cần nâng cấp hệ thống thoát nước chợ Trường Đông, tăng cường hệ thống chiếu sáng các tuyến đường, việc bưu điện thực hiện chuyển thẻ căn cước đến tay người dân chưa đúng cam kết, gây bức xúc cho người dân, việc hỗ trợ phương tiện cho học sinh học trực tuyến, đề nghị ngành thủy lợi có kế hoạch cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp đúng thời vụ. Các ý kiến của cử tri tại cuộc họp đã được giải trình rõ ngay tại buổi tiếp xúc và được cử tri xã Trường Đông đồng tình. Sáng ngày 1 tháng 11 năm 2021, tại xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đơn vị số 8 gồm bà Nguyễn Thị Yến Mai, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, ông Nguyễn Trọng Tấn, Phó Trưởng ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh, bà Nguyễn Thị Chi, Phó Trưởng ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Châu Thành đã có buổi tiếp xúc với cử tri hai xã Thanh Điền và An Bình, huyện Châu Thành. Tại buổi tiếp xúc, cử tri hai xã kiến nghị đến đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và huyện một số vấn đề, như hiện nay giá cả vật tư nông nghiệp tăng quá cao, đề nghị ngành chức năng nên kiểm tra giám sát việc này. Hiện nay còn nhiều người dân chưa được nhận tiền hỗ trợ theo nghị quyết 68 của chính phủ, đề nghị nên quan tâm đến chế độ cho các đoàn thể ở ấp, cần thay đổi đèn cảnh báo sang đèn xanh đèn đỏ ngã tư hai xã Thanh Điền, An Bình, đề nghị làm cống thoát nước trên tuyến đường 786. Xe ra vào thường xuyên làm rơi vãi, bụi bặm rất nhiều, đề nghị có hướng xử lý. Sau khi nghe kiến nghị của các cử tri, đại biểu Hội đồng Nhân dân hai cấp tỉnh, huyện và chính quyền địa phương đã tiếp thu và giải trình những thắc mắc của bà con, đồng thời ghi nhận những ý kiến còn lại để phản ánh đến các ban ngành có liên quan sớm xem xét giải quyết. Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam, 7 tháng 11 năm 1981, 7 tháng 11 năm 2021, sáng ngày 1 tháng 11 năm 2021, đoàn công tác của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh đã đến thăm chúc mừng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tây Ninh. Phát biểu chúc mừng kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hồng Thái ghi nhận tri ân những đóng góp của quý tu sĩ, chức sắc, Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tây Ninh như xây dựng trường trung học cơ sở Bà Đen, bếp ăn từ thiện Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh, quỹ vì người nghèo, cứu trợ đồng bào bị thiên tai lũ lụt, xây dựng nhà tình thương tình nghĩa với hơn 150 tỷ đồng. Đặc biệt, trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 bùng phát, Phật giáo Tây Ninh tiếp tục có những đóng góp hỗ trợ tiền mặt cho quỹ phòng chống dịch, hỗ trợ mua xe cứu thương, hỗ trợ an sinh cho các khu cách ly phong tỏa với số tiền hơn 4 tỷ đồng. Thưa quý vị, chiều ngày 1 tháng 11, ông Võ Đức Trong, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, đến dự và trao quyết định bổ nhiệm cán bộ tại các đơn vị, Ban Quản lý Khu Kinh tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh.
Tại Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Tây Ninh, quyết định được trao cho bà Phạm Vũ Anh Thi, trưởng phòng kinh tế thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, đến nhận công tác tại Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng ban. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm, kể từ ngày 1 tháng 11 năm 2021. Tại Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh trao quyết định bổ nhiệm ông Phan Minh Tùng, Chánh Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, thời gian giữ chức vụ là 5 năm, kể từ ngày 1 tháng 11 năm 2021. Cùng ngày, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đến dự và trao quyết định bổ nhiệm bà Châu Thu Vân, trưởng phòng quản trị tài vụ thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, thời gian giữ chức vụ là 5 năm, kể từ ngày 1 tháng 11 năm 2021. Thời gian qua, người chăn nuôi trâu bò gặp không ít khó khăn do thị trường tiêu thụ sụt giảm mạnh vì bệnh viêm da nổi cục. Tuy nhiên, những trang trại nuôi bò theo tiêu chuẩn Việt Gáp vẫn duy trì được hoạt động do thị trường chấp nhận tấm thẻ xanh của nguồn thịt sạch tiêu chuẩn Việt Gáp. Đây là trang trại nuôi trâu bò theo tiêu chuẩn Việt Gáp của ông Phạm Đăng Minh, khu phố 1, thị trấn Gò Dầu, và đây cũng là trang trại lớn nhất của huyện Gò Dầu. Trang trại đang có quy mô nuôi trên 300 con trâu bò, được tiêm chủng đầy đủ theo khuyến cáo của ngành thú y địa phương. Mặc dù ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 và dịch viêm da nổi cục trên trâu bò, dịch chồng dịch, nhưng trang trại chăn nuôi Việt Gáp vẫn tìm được đầu ra, không chỉ cung cấp cho các cơ sở ở thành phố Hồ Chí Minh, trang trại này còn cung cấp thịt sạch cho những cơ sở ở ngoài Hà Nội và các địa phương khác. Mình đã đạt được cái Việt Gáp thì mình đã đạt được cái giấy xét nghiệm rồi, đủ tiêu chuẩn rồi mình mới được quyền đi, cho nên mình có lợi được nhiều cái ưu thế đó. Cái hàng của mình nó đi tới đâu cũng được. Các nhà phân phối, các kênh siêu thị, nhà hàng vẫn có nhu cầu về nguồn thịt được kiểm dịch đầy đủ, có giấy chứng nhận Việt Gáp. Tuy nhiên, các trang trại của Tây Ninh đáp ứng tiêu chuẩn này hầu hết vẫn cung cấp cho thị trường ngoại tỉnh. Tiếp theo chương trình, Phú Khánh sẽ gửi đến quý vị những thông tin về thời tiết ngày hôm nay. Thưa quý khán giả, thời tiết tại khu vực miền Đông Nam Bộ và tỉnh Tây Ninh mây thay đổi. Đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 23 đến 34 độ. Thưa quý khán giả, trong điều kiện thời tiết mưa nắng thất thường như hiện nay, thì chúng ta sẽ thường xuyên gặp phải những vấn đề về sức khỏe, nhất là đối với trẻ nhỏ, sức đề kháng còn yếu. Phú Khánh có những lưu ý nhỏ dành cho quý vị khán giả. Đối với những biểu hiện của bệnh viêm mũi họng thì quý vị nên nhỏ mũi bằng nước muối sinh lý hoặc uống thuốc lông đờm để bảo vệ mũi họng. Khi gặp các triệu chứng như ho khan, chúng ta có thể khắc phục bằng cách nhỏ và giọt nước chanh pha với 30ml nước ấm để uống sau khi ngủ dậy sẽ giúp làm sạch họng hiệu quả. Đồng thời nên súc miệng bằng nước muối ấm pha loãng thường xuyên sẽ giúp giảm triệu chứng ho khan đáng kể. Đối với biểu hiện của bệnh cảm lạnh, cảm cúm với các triệu chứng như sốt, ngứa rát họng, hắt hơi, chảy nước mũi hoặc nghẹt mũi, ho, xung huyết mắt, đau cười, đau đầu nhẹ, chảy nước mắt, có thể sốt đến 39 độ. Thông thường, bệnh cảm lạnh, cảm cúm sẽ kéo dài khoảng 1 tuần, nhưng chúng ta không được chủ quan để tránh xảy ra những biến chứng dẫn đến bệnh viêm phổi, suy hô hấp. Để đề phòng bệnh thì quý vị nên chú ý ăn đầy đủ chất, tăng cường ăn các loại rau xanh, củ quả, uống nhiều nước ấm, đồng thời thường xuyên rửa tay sạch bằng xà phòng trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh. Để hạn chế tình trạng sức khỏe bị ảnh hưởng khi thời tiết thay đổi thất thường thì quý vị cần phải chủ động giữ gìn sức khỏe. Ngoài ra, phòng ở cần phải đảm bảo thông thoáng sạch sẽ, nhiệt độ trong phòng thấp hơn bên ngoài nhưng không được chênh lệch quá cao. Không nên lao động quá mức, ngủ ít vì sẽ làm cho cơ thể mệt mỏi, dễ làm thể lực suy giảm và mắc bệnh. Và hy vọng với những thông tin về thời tiết trong ngày hôm nay và lưu ý về sức khỏe mà Phú Khánh vừa chia sẻ sẽ giúp cho quý khán giả có những phương pháp phù hợp để bảo vệ và chăm sóc cho bản thân cùng các thành viên trong gia đình. Còn bây giờ xin mời quý khán giả theo dõi những nội dung tiếp theo của chương trình Tây Ninh Ngày Mới. Và trong ngày hôm nay 2 tháng 11 trên TTV11 sẽ có rất nhiều chương trình hay dành cho quý vị, trong đó có những chuyên mục như chuyên mục thông tin từ cơ sở phát sóng lúc 16 giờ 50 phút, chuyên mục nông nghiệp Tây Ninh phát sóng lúc 21 giờ 45 phút. Sau đây mời quý khán giả cùng xem những chương trình này sẽ có những thông tin gì quý vị nha.
Với mục tiêu đưa xã Bầu Đồn, huyện Gò Dầu tiến lên xã nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2021, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân cùng các ngành xã đã triển khai nhiều việc làm thiết thực, thu hút sự quan tâm và hỗ trợ từ người dân trong việc thực hiện các chỉ tiêu đề ra. Để làm rõ vấn đề này, mời quý vị và các bạn xem phóng sự Xã Bầu Đồn quyết tâm xây dựng thành công nông thôn mới nâng cao do Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh huyện Gò Dầu phối hợp cùng Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh thực hiện sẽ được phát sóng vào lúc 16 giờ 50 phút ngày 2 tháng 11 năm 2021. Phước Bình là xã mới thành lập của thị xã Trảng Bàng trên cơ sở sáp nhập hai xã Phước Lưu và Bình Thạnh. Năm 2021, Phước Bình được chọn là xã điểm xây dựng nông thôn mới. Trong quá trình thực hiện, Phước Bình luôn bám sát quy hoạch. Mỗi tiêu chí xây dựng nông thôn mới đều có kế hoạch riêng, cụ thể, như kế hoạch vận động đóng góp kinh phí, hiến đất làm đường giao thông, phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, thực hiện giảm tỷ lệ hộ nghèo. Cũng như nhiều địa phương khác, dịch bệnh COVID-19 bùng phát, mức thu nhập người dân không ổn định, do đứt gãy chuỗi sản xuất ảnh hưởng đến việc thực hiện tiêu chí thu nhập. Hiện nay, Đảng ủy xã Phước Bình đã chỉ đạo các ngành đoàn thể địa phương tập trung vận động phát triển sản xuất trở lại, phấn đấu đến cuối năm 2021 sẽ hoàn thành tiêu chí về thu nhập. Nội dung này sẽ có trong chương trình Nông nghiệp Tây Ninh phát sóng lúc 21 giờ 45 phút thứ ba ngày 2 tháng 11 năm 2021 trên kênh TTV11 và trên các hạ tầng số YouTube, Fanpage và website chính thức của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Quý vị khán giả thân mến, sau đây chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin về các chương trình giải trí sẽ được phát trên TTV11 và trên sóng phát thanh FM 103.1 MHz trong ngày hôm nay. Cô cũng biết ăn chơi sớm quá hả? Mẹ chưa hiểu gì nhiều về Lý Chinh Choan, nhưng mẹ biết người Đài Loan, người ta coi trọng trinh tiết lắm. Đường tình duyên của chị em nên nhà Đông Cát rồi sẽ đi về đâu? Đón xem tiếp diễn biến trong tập 29 của bộ phim Chị Em Nhà Đông Cát. Lúc 12 giờ hôm nay quý vị nhé. Thu Ngân á, nó nghĩ ông với ông Sĩ đang có vấn đề về giới tính. Trời ơi, có phải yêu nhau lắm, cắn nhau đâu đúng không? Bà bị điên rồi, con vợ nó hai ông bạn thân Bình và Sĩ đã xảy ra sự việc gì mà khiến người thân của họ nghi ngờ về giới tính của cả hai? Đón xem tiếp những tình huống vợ khóc vợ cười ở tập 17 của bộ phim Em Chưa Muốn Lấy Chồng phát sóng vào lúc 21 giờ. Từ khi con nhỏ chết tiệt đó đi khỏi, ông ấy không một phút nào được yên lòng. Tôi biết là ông ấy đã phải lòng con nhỏ chết tiệt đó, muốn rước nó về làm lẽ. Những lời nói trong lúc nóng giận của Huỳnh phu nhân liệu có đáng tin? Mời quý vị cùng đón xem diễn biến vô cùng hấp dẫn và bất ngờ ở tập 15 của bộ phim Thần Thám Địch Nhân Kiệt được phát sóng độc quyền trên kênh TTV11 vào lúc 20 giờ 5 phút. Quý vị đừng quên nhắn tin trả lời câu hỏi sau mỗi tập phim của chương trình đồng hành cùng Phim Giờ Vàng trên fanpage https://facebook.com/tayninhtv.vn để có cơ hội nhận được giải thưởng vô cùng hấp dẫn. Theo tiếng gọi của quê hương đất nước, biết bao người ta. Quý vị và các bạn thân mến, có thể nói với kết quả khả quan trong công tác phòng chống dịch COVID-19, cũng như những tín hiệu tích cực trong việc khôi phục lại nhiều hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội trong thời gian qua là kết quả của tinh thần đại đoàn kết dân tộc dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị. Triệu triệu trái tim Việt Nam quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội. Trong chương trình ca nhạc trên sóng phát thanh FM 103.1 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh hôm nay, mời quý vị cùng đón nghe chương trình với chủ đề Việt Nam Tôi Đó, phát sóng vào lúc 7 giờ, phát lại vào lúc 20 giờ 40 phút. Quý vị và các bạn thân mến, sự chú ý của người hâm mộ bóng đá Việt Nam trong ngày hôm nay sẽ là trận đấu quyết định cho tấm vé vào vòng chung kết U23 châu Á giữa U23 Việt Nam và U23 Myanmar. Sau đây chúng ta sẽ đến với thông tin và lịch thi đấu của trận đấu này. Trận đấu quyết định giữa U23 Việt Nam và U23 Myanmar tại bảng Y vòng loại U23 châu Á sẽ diễn ra vào lúc 17 giờ chiều nay. Hiện U23 Myanmar có cùng điểm số, cùng chỉ số phụ với thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo khi hai đội đều đã có chiến thắng 1-0 trước U23 Đài Bắc Trung Hoa. Điều này khiến trận đấu cuối giữa hai đội trở thành cuộc quyết đấu đúng nghĩa. Đội nào thắng sẽ lấy ngôi đầu bảng và giành vé trực tiếp vào vòng chung kết. Đội thua sẽ phải cạnh tranh 4 vị trí nhì bảng thành tích tốt nhất. Trường hợp hai đội hòa nhau trong 90 phút thi đấu sẽ đá hiệp phụ. Nếu tiếp tục hòa sẽ đá penalty để phân định thắng thua. Còn vào rạng sáng mai, UEFA Champions League sẽ trở lại với lượt trận thứ tư. Ở bảng H rất có thể sau lượt đấu này, cục diện sẽ an bài nếu Juventus và Chelsea đều giành chiến thắng. Điều này hoàn toàn có thể xảy ra khi Chelsea làm khách trước Malmo và Juventus tiếp đón Zenit. Thêm 3 điểm sẽ giúp hai đội dắt tay nhau vượt qua vòng bảng. Tại bảng E, Bayern Munich cũng sẽ giành tấm vé đầu tiên vào vòng knock-out nếu giành chiến thắng trước Benfica. Đối thủ mà hôm sớm đã hủy diệt 4-0 ngay trên sân khách lượt đấu trước.
công Barcelona sẽ thắp sáng lại hy vọng vượt qua dòng bảng của mình khi làm khách của Dynamo Kiev. Tuy nhiên, với những vấn đề mà đội bóng xứ Bát đang gặp phải, từ lực lượng đến tinh thần thi đấu thì vẫn chưa thể nói trước được điều gì. Ở bảng F sẽ là cuộc cạnh tranh hấp dẫn cho hai vị trí đầu bảng của bốn đội bóng. Trong đó này, Manchester United sẽ làm khách trước Atalanta. Chiến thắng trước Tottenham cuối tuần trước là liều thuốc tinh thần cho Man United ở trận đấu đầy khó khăn. Trong khi đó, Villarreal sẽ gặp Young Boys, một cuộc đối đầu mà đội nào giành chiến thắng sẽ vươn lên vị trí nhì bảng. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin thể thao cập nhật khác sẽ có trong bản tin thể thao lúc 13:30 trên kênh TTV11, trên sóng phát thanh FM 103.1 MHz vào lúc 11:50. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Tây Ninh Ngày Mới của TTV11 ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đón xem chương trình Tây Ninh Ngày Mới được phát sóng vào lúc 6:30 hàng ngày. Quý vị có thể xem trực tuyến trên website tayninhtv.vn, xem lại chương trình trên kênh YouTube Truyền hình Tây Ninh hoặc cài ứng dụng Tây Ninh TV để có thể xem chương trình ở bất cứ đâu. Còn bây giờ, Thanh Tiến và Phú Khánh xin chào và hẹn gặp lại.